Ok, chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại một lần nữa để xem cái cách bên mình đóng gói hàng. Thực ra để khách hàng ở xa có thể yên tâm. Và một điều để các bạn yên tâm nữa là bên mình cũng luôn luôn thay đổi để làm sao mà cái chất lượng đóng gói nó được đảm bảo hơn. Trước đây là bên mình gói là còn không không có cái túi bóng nổ ấy đâu. Đấy, sau đó thì nó va đập thì có những cái nó xước, nó nứt nhẹ. Đấy, nhưng mà sau đó bên mình gói cái này thì nó đã an toàn hơn rồi. Nhưng tuy nhiên thì không dừng ở đó, bên mình ngày hôm nay tiếp tục. Đây, ra cuộn ấy vẫn còn đang dở rất nhiều, còn một cuộn to ở bên trong nhưng bên mình đã dừng lại. Đấy. Và tất nhiên vẫn có một cái khác vẫn dùng để thỉnh thoảng cho những việc khác. Nhưng mà thay bằng cái loại gói này thì cái chất liệu này thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, các bạn nào bán hàng bán guitar, các shop bán guitar, các bạn chọn cái loại này để gói nhé, nó sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. Nhưng mà không phải một lớp, đây là một lớp đầu tiên thôi, sẽ còn một lớp nữa. Một lớp nữa. Đảm bảo là chắc chắn. Đấy, vì mình để cho khách là chúng ta yên tâm là về bên trong kia là kho hàng, bên trong là kho hàng rất rộng. Kho hàng chắc đến 15 20 mét vuông ấy, mà mấy tầng ấy. Đấy, để cho khách hàng yên tâm thôi. Thực tế là bên mình còn lo cho cái đàn của bên mình hơn là các bạn. Vì nó vỡ thì bên mình mới có trách nhiệm phải bảo hành cho các bạn chứ, làm sao mà các bạn phải chịu được, nên là các bạn cứ yên tâm thôi. Nói chung là các bạn nếu có mua hàng ấy thì cứ quan tâm đầu tiên là xem là bên mình là cái bên mua hàng có uy tín hay không. Tại vì nếu mà uy tín thì họ sẽ làm uy tín từ đầu đến cuối, chứ không phải là gọi là uy tín nửa vời. Một nửa sự thật thì không thể là sự thật được, một nửa chân lý không thể là chân lý được. Đấy. Một nửa cẩn thận thì chắc không thể cẩn thận được. Hơi văn dở tí các bạn thông cảm. Đó. Rồi, tất nhiên là về cá nhân mình thì bên mình thì làm tốt nhất có thể để mà cho cây đàn được an toàn thôi. Chứ còn việc vỡ hay không thì không phải là do bên mình có thể quyết định được. Đó, nên là chúng ta cũng phải làm rõ với nhau về điều này. Con người thì không thể chắc chắn bất kỳ một cái điều gì được. Không thể biết được ngày mai xảy ra chuyện gì. Không thể biết là cây đàn gói dù có chắc chắn đến mấy thì cũng không thể khẳng định 100% là cái đàn của tôi không bao giờ vỡ được, không thể có chuyện đó. Đấy, nên là chúng ta chỉ cố gắng để làm tốt nhất thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Gói. Đây là trường hợp khách hàng mua cái đàn này được kèm luôn bao da. Đó. Thì như vậy là bên trong gói một cái lớp kia, hai lớp kia này, hai lớp xốp này, sau đó một cái lớp quấn ở cổ này. Để bỏ cả bao da và quấn thêm phần này nữa. Rồi. Còn có những cây đàn khác rẻ hơn thì bên mình sẽ dùng một cái khác. Dùng túi giấy thôi, thậm chí họ không có, chứ không có bao da. Đây là trường khách mua đàn này được tặng bao da rồi. Rồi, sau khi được đóng gói rất cẩn thận thì nó sẽ được bọc vào cái thùng này. Một lần nữa phải nói cho các bạn rằng là cái thùng này cũng là cái thùng mà bên mình đặt, cố đặt để nó đắt tiền hơn, vì nó là 5 lớp đấy các bạn. Đặc biệt khách hàng nào làm về chuyên về bìa các bạn hiểu. Đó, 5 lớp, nó không phải chỉ là gọi là ba lớp, tức là một lớp ngoài này, một lớp lớp sóng và một lớp ngoài nữa là ba, đây còn thêm một lớp sóng và một lớp ngoài nữa là năm. Như vậy là cái hạn chế hơn các bạn rất nhiều cái tỷ lệ rủi ro. Nhưng mà lại phải nhắc chúng ta rằng là con người thì không thể chắc chắn một cái điều gì hết, chúng ta không thể chắc chắn được. Rồi, đó các bạn thấy không ạ? Thế mình vì sao phải quay để khách hàng yên tâm. Đấy, chứ còn nếu khách hàng muốn yên tâm hơn nữa thì có thể xem thêm các video khác của bên mình. Từ cái ngày đầu tiên mình đóng gói ấy, đến ngày hôm nay nó phải trải qua đến khoảng 5 lần thay đổi rồi, chứ không phải là một lần nữa. Đó, thì các bạn thấy rằng bên mình rất cẩn thận cho các bạn. Hay là đúng hơn là cho cái đàn của bên mình thôi. Đó, một lớp cái này túi nổ ở ngoài, bảo vệ cái bao da cho đỡ bị xước sắt rách rồi. Tất nhiên thì bên mình cũng sẽ có, không phải chỉ bạn Huấn đóng gói nên là nhiều khi nó có thể nó sẽ xấu hơn một chút hoặc là nó sộc sạch hơn một chút, chứ có thể nó không đẹp đẽ này đâu. Giống như là bánh chưng ngày Tết ấy, gói có người gói khéo, có người gói không khéo. Tất nhiên thành phần như nhau và số lượng như nhau, nhưng mà có những người tạo ra cái bánh chưng nó rất vuông vắn, có những người bánh chưng hình vuông mà lại ra hình tròn. Đấy. Nên là chúng ta cũng không thể là mua hàng xong bảo là mai bóc thử nhà ông Nam này xem là bên trong thế nào thì có thể nó lại không giống hệt được, mà nó phải sân du di một tí. Đấy thì các bạn thông cảm. Đã, và nhân tiện đây thì để trao đổi là khách hàng nào ở xa thì bên mình vẫn áp dụng cái hình thức là đặt cọc một ít hoặc là chuyển khoản toàn bộ. Như đây là chú Tiến. Chú ở Đà Nẵng, chú chuyển hết toàn bộ số tiền của cái đàn này, cả tiền ship luôn. Đó.
thì đặt cọc một chút, nếu tùy các bạn. Tốt nhất là các bạn đặt cọc qua tài khoản cho mình vì thẻ điện thoại của mình rất nhiều. Đấy. Hiện tại nó lên vài triệu rồi, nó vẫn còn giữ như thế tại vì mỗi tháng mình dùng cũng chỉ hết khoảng tầm 3 cái sim điện thoại, chỉ hết khoảng tầm 600 thôi, không hết nhiều tiền điện thoại. Mà mỗi tháng là bao nhiêu tiền, mỗi ngày vài đơn, mỗi đơn 50, 100, 200 thì nó rất nhiều tiền nhá. Em mong các bạn chưa tin tưởng thì các bạn cứ xem thêm, để tin tưởng rồi thì chúng ta nói chuyện đặt cọc nó dễ hơn. Đó. Rồi, đấy của chú Thu đấy ạ. À đây là chú Tiến, chú dùng cái nick Xuân Thu nên là cháu bị nhầm. À. Chú Lê Công Tiến. Rồi. Đó. Xong xuôi. Isaac có logo của cửa hàng. Tránh trường hợp là một ông nào đó dùng một cái bao khác của bên mình. Đấy, có thỉnh thoảng có trường hợp bên mình khi mà hết hết cái gói giấy này thì lại phải dùng bằng cái gói tự gói nên là nó sẽ xấu hơn, nó không có logo thì các bạn thông cảm chứ, nhưng mà đấy là trong trường hợp hết thôi. Thì các bạn nhận hàng thì cứ phải kiểm tra đúng, mở ra xem có đúng hàng hay không. Đó. Không vỡ đập gì thì chúng ta nhận. Đó, có số điện thoại, website cửa hàng bên mình đây. Mọi thứ rất đàng hoàng đúng không ạ? Rõ ràng. Địa chỉ 42 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác. Xin chào các bạn.